không có thời gian quay quảng cáo anh. Tiền tiền khách đến xem, đến lấy rồi bắt đầu em mới quay đây. Ok, chốt combo karaoke một cho một anh về Mê Linh các bác nhá, Mê Linh Hà Nội. Đây không có thời gian quay video riêng cái con vang này thì thỉnh thoảng khách đến lấy thì em quay tiện thể quay lên các bác nhá. KD990 này, vang cơ lai số cao cấp mới nhất 2024 các bác nhá. Có đẩy 4 kênh LA4800SA này. Đấy. Rất là khỏe. Con này thì nháy rất là đẹp nha các bác nhá, và hát chế độ reverb của nó hát rất là hay mà dễ chỉnh. Đấy, lựa chọn là hàng đầu cho bác năm 2024 này thì vừa dễ chỉnh và vừa hát tiếng reverb hay. Anh cắm cho em cái mic này. Cắm thử tiếng mic cho các bác hát thử nhá. 4 năm sau. Tiếng to. Đấy, hát thử tiếng reverb này. Rất là nảy tiếng quá. Lên 4 năm sau đi, lên. 4 năm sau đi. 1 2 4 5 6 7. Đấy, hát rất nảy tiếng các bác nhá. 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7. Mùa xuân này lên 4 5 6 7. Đấy, hát thì vượt rất là nảy tiếng các bác nhá, mà nó dễ chỉnh. Lên 4 5 6 7. Đây các bác vặn to nhỏ reverb ở đây này, echo đây này. Đấy. Rất là dễ sử dụng. Nếu bác có tuổi hoặc là mới làm quen với vang số vang cơ thì con này là lựa chọn hàng đầu bác nhá. Con này là đang bán số lượng nhiều nhất về dòng cơ lai số với auto này. Đấy, mới ra được chục ngày thôi mà bán đi rất là nhiều. Vang KD990 bác nhá, bảo hành chính hãng theo hãng luôn này, chính hãng 1 năm. Đấy, đẩy bãi LA4800 vẫn là dòng đẩy đang bán chạy nhất và đang cháy hàng trong dịp cuối năm này. Đó, các bác có nhu cầu liên hệ Zalo giúp em nhé, 0374681491 sẽ có nhân viên tư vấn cho bác nhá. Đó, test cho các anh một anh ở Mê Linh Hà Nội trước một chút nữa để trước khi về sử dụng này. Đấy. Nháy rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng luôn nhá. KD 900, KD 990.